Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Lào Cai hội nhập của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình ngày hôm nay xin được chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Mời dấu ấn tỉnh Lào Cai năm 2022. Doanh nghiệp Lào Cai một năm vượt khó, thích ứng linh hoạt. Chi tiết các nội dung trên sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Tháng 8 tại tỉnh Lào Cai, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 11 ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bám sát quan điểm, mục tiêu, cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong nghị quyết 11 của Bộ Chính trị, chương trình hành động của Chính phủ đề ra 17 nhiệm vụ cụ thể và 33 dự án liên vùng và phân công cho các bộ ngành triển khai thực hiện. Chương trình hành động của Chính phủ đã xác định vị thế của tỉnh Lào Cai trong vùng, khẳng định tiềm năng, thế mạnh của địa phương để thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Vì là ông em muốn gắn ở đây đúng không? Năm 2022 là thời điểm kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Lào Cai, mùng 5 tháng 3 1947, mùng 5 tháng 3 2022 và 115 năm thành lập tỉnh 1907-2022. Từ 7 chi bộ với 61 đảng viên ngày đầu thành lập, sau 75 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ tỉnh Lào Cai hiện có 14 đảng bộ trực thuộc, 615 tổ chức cơ sở đảng với hơn 52.100 đảng viên. Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo với khát vọng mạnh mẽ, Đảng bộ Lào Cai đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc đi theo con đường của Đảng, đấu tranh giải phóng quê hương và xây dựng Lào Cai từ một trong những tỉnh nghèo và lạc hậu nhất cả nước trở thành tỉnh phát triển hàng đầu khu vực miền núi phía Bắc. Những tháng đầu năm 2022, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh được thực hiện tốt theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế với nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt. Lào Cai đã xây dựng và thực hiện tốt kịch bản ứng phó, huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia công tác phòng chống dịch. Là một trong những tỉnh nằm trong top đầu cả nước về tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19. Những kết quả đó đã tạo thuận lợi cho việc phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 9,02%,
quy mô kinh tế đạt gần 68.000 tỷ đồng, xếp thứ tư trên 14 tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt gần 10.400 tỷ đồng, lượng khách du lịch đến Lào Cai đạt gần 4,6 triệu lượt, giá trị sản xuất công nghiệp cả năm đạt trên 46.000 tỷ đồng, hình thành rõ nét 6 ngành hàng nông nghiệp chủ lực. Đó là những con số nổi bật trong bức tranh kinh tế Lào Cai năm qua. Trong năm, nhiều công trình quan trọng có tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đã được khởi công, như nhà máy sản xuất dây điện và cáp điện công nghệ cao, cầu Phú Thịnh, mở rộng tỉnh lộ 156, nhà máy sản xuất và chế biến quế hữu cơ Bảo Thắng, tổ hợp trường quốc tế Canada Lào Cai, tổ hợp công viên cảnh quan văn hóa Tâm Linh Kim Thành. Trong năm cũng đã hoàn thành và đưa vào khai thác nhiều dự án đầu tư lớn như nút giao Phố Lu trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, mở rộng nâng công suất nhà máy luyện đồng Lào Cai, trung tâm thương mại siêu thị Go, nhà máy sản xuất hàng may thêu xuất khẩu tại Lào Cai, chạy thử tải cầu Làng Giàng, tạo cơ hội để Lào Cai tăng cường thu hút đầu tư, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2022, Lào Cai đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, lễ hội lớn, tiêu biểu như Festival Tinh Hoa Tây Bắc, Kết Nối Khát Vọng Xanh, Ngày Hội Quốc tế Yoga, Lễ hội Năm Mùa, Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 12 khu vực 1, Chung kết Hội thi Điều lệnh Bắn súng Võ thuật Công an Nhân dân khu vực phía Bắc. Nhiều vận động viên tiêu biểu như Hoàng Thị Duyên, Quang Thị Tâm, Phạm Như Ý đã để lại dấu ấn trong đấu trường thể thao trong nước, khu vực và thế giới. Việc thành lập Sở Du lịch và triển khai nhiều chương trình kích cầu du lịch đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển bền vững ngành công nghiệp không khói của Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang trong những ngày đầu năm mới 2023 với nhiều niềm vui và dự cảm tốt đẹp. Những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm qua đến từ sự đồng thuận, đồng lòng, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, sáng tạo, khơi thông những tiềm năng lợi thế của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân Lào Cai. Và trong bức tranh chung ấy, cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai đã thực sự nỗ lực vượt khó, thích ứng linh hoạt để vươn lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung. Khu công nghiệp Tàng Lỏng, một trong những khu công nghiệp hóa chất luyện kim lớn nhất của cả nước. Trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh đầu năm 2022 tiếp tục tác động lớn đến chuỗi cung ứng nguyên liệu toàn cầu, mọi quy trình sản xuất của các nhà máy đã bị đảo lộn. Tình trạng khan hiếm nguồn nguyên liệu kéo theo chi phí đầu vào tăng cao khiến nhiều nhà máy điêu đứng. Tìm kiếm các cái nhà cung cấp vật tư ở các cái nước trong khu vực Đông Nam Á, từ châu Á cũng như khu vực khác để mà thay thế cho các cái vật tư hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc để đảm bảo cái chuỗi sản xuất của chi nhánh nó được liên tục và ổn định. Trước những khó khăn đó, nhiều doanh nghiệp đã chủ động, linh hoạt tìm mọi giải pháp để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, xây dựng lại kế hoạch sản xuất, tối ưu công nghệ, sắp xếp lại lao động, chủ động nguồn nhập khẩu thiết bị, nguyên liệu. Các doanh nghiệp đã từng bước lấy lại nhịp độ sản xuất. Sử dụng các nguồn quặng nghèo hơn để đảm bảo
nguồn nguyên liệu cho nhà máy hoạt động 100% công suất. Giá sản phẩm trên thị trường tăng cao nên doanh thu và lợi nhuận của Đức Giang năm vừa rồi đều cao gấp đôi năm ngoái. Có những thời điểm, Hợp tác xã Quế Tâm Hợi tồn kho đến 200 tấn sản phẩm quế các loại đã sơ chế. Tác động từ dịch COVID-19 làm giá cước vận tải biển, giá nhiên liệu, giá lưu kho bãi không ngừng tăng cao. Không lùi bước trước khó khăn, Hợp tác xã đã có những cách làm cụ thể để sản phẩm vẫn có mặt ở thị trường quốc tế. Khi có đơn hàng xuất khẩu, hàng tồn kho sẽ sơ chế lại, đảm bảo chất lượng, đồng thời ghép nhiều sản phẩm, nhiều loại hàng hóa trong cùng container để sử dụng tối đa trọng lượng cho phép. Một công đấy có thể phải bán lẻ cho rất là nhiều cái khách hàng nhỏ lẻ, yêu cầu là chế biến ra nhiều cái mặt hàng, tập huấn cho bà con là tự sản xuất tại gia đình, tăng cái thu nhập. Còn tại khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai, nhiều thời điểm hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai bờ biên giới gần như đình trệ do các đối tác phía Trung Quốc dừng nhập khẩu để thực hiện chính sách phòng chống dịch. Trong khó khăn, chủ trương thích ứng an toàn linh hoạt đã được hiện thực hóa rõ nét. Cùng với việc lập chốt, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm để tạo an toàn cho khu vực cửa khẩu, tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo như cấp thẻ QR code miễn phí, sử dụng đội ngũ lái xe trung chuyển để vận chuyển hàng hóa qua biên giới nhằm nỗ lực duy trì hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu trong bối cảnh dịch bệnh. Sau khi vùng trồng sầu riêng cung cấp được cái mã vùng do nước bạn được phép nhập khẩu, là chúng ta phải có công xưởng để gia công, để làm vệ sinh sạch quả sầu riêng, chọn lựa những quả đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu với nước bạn. Việc Lào Cai thực hiện rất tốt chủ trương của chính phủ về chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 đi đôi với phát triển kinh tế đã mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân địa phương rất nhiều kỳ vọng, tràn đầy quyết tâm duy trì sản xuất kinh doanh an toàn để đạt được những kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và kinh tế cửa khẩu của Lào Cai đã phục hồi mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân năm 2022 đạt 9,02%, cao hơn 3,57 điểm phần trăm so với năm 2021, xếp thứ 4 trên 14 tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc và đứng thứ 26 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Trong kết quả ấn tượng đó, cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai đóng góp khoảng 66% vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. Chúng ta xây dựng được cái đội ngũ doanh nhân có khát vọng và có cái sự đóng góp về tích cực vừa cho doanh nghiệp nhưng mà cũng do cái sự phát triển chung của tỉnh. Và từ đó thì tạo ra cái động lực cũng như là kết nối doanh nghiệp để chúng ta khai thác được cái tiềm năng lợi thế trên địa bàn của tỉnh thông qua cái khu kinh tế cửa khẩu, thông qua cái dịch vụ về phát triển du lịch cũng như là về công nghiệp. Quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai đang phải nỗ lực thích ứng và vươn lên trong chuẩn mực mới. Duy trì kinh doanh trong thế giới phẳng có rất nhiều cơ hội nhưng cũng luôn biến đổi khó lường. Việc xây dựng mô hình kinh doanh uyển chuyển có khả năng chống chịu và quản trị được rủi ro, tranh chấp là việc làm quan trọng và mang tính sống còn lúc này. Kỳ vọng mình năm 2023 thì sẽ được Đảng, Nhà nước, chính quyền sẽ quan tâm đến ngành du lịch và quan tâm đến cái chuyển đổi số và có những sự hỗ trợ quan tâm đến những homestay nhỏ. Tôi mong muốn là tỉnh sẽ tổ chức nhiều cái chương trình xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư cũng như là quảng bá xúc tiến để kéo được cái lượng du khách đến Lào Cai, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong các cái lĩnh vực đầu tư mới. Tôi kỳ vọng năm 2023 thì cái việc xuất khẩu chuối thuận lợi hơn và xuất được nhiều chuối hơn. Phát triển bền vững để vươn tới những chuẩn mực quốc tế. Cho nên cái thách thức rất quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Lào Cai là phải vươn lên với những cái chuẩn mực mới và phải kinh doanh trong một cái thế giới có rất nhiều cơ hội nhưng mà biến đổi rất là khó lường. Quản trị được cái rủi ro, phòng ngừa được và xử lý có hiệu quả các tranh chấp thì đấy là một việc rất là quan trọng mà các cái doanh nghiệp cần phải quan tâm trong thời gian tới. Tức là phải xây dựng cho mình một mô hình, một cái phương thức kinh doanh và các hoạt động kinh doanh an toàn và có khả năng chống chịu cao. Lào Cai đang hướng tới những mục tiêu lớn lao hơn trong chặng đường phía trước, quyết tâm trở thành một cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam, các nước ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc. Bởi vậy, năng lực thích ứng của cộng đồng doanh nghiệp địa phương trong mọi điều kiện chính là một trong những chìa khóa để hội nhập thành công. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Lào Cai hội nhập ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.